Lời nói đầu tiên, Cảnh mến chào quý khán giả thân yêu đã đến với kênh Hữu Cảnh Kết Nối. Thì hôm nay Cảnh có nhận được số điện thoại của anh Tìm, quê ở Cần Thơ. Anh Tìm có nhờ Cảnh tìm cho anh một nửa mảnh ghép yêu thương. Thì giờ đây mong quý vị khán giả cùng theo Cảnh để nghe anh Tìm ảnh tâm sự những gì ha. Dạ, em xin chào anh Tìm ha. Chào anh. Dạ, anh Tìm. Trước tiên anh chào khán giả đi anh Tìm. Xin chào khán giả và cộng đồng, mọi sự năm mới mọi sự như ý. Mình tên mình là tên năm 1982 ở xã Ngã Bảy, đẹp Hậu Giang. Dạ, anh nói một hồi nó lớn tiếng cho em ha. Anh Tèm sinh 1982, quê ở Phụng Hiệp, Hậu Giang. Rồi anh Tèm hôm nay anh đến với chương trình của em mà nhờ em Tèm cho anh một nửa mảnh ghép yêu thương đúng không anh Tèm? Rồi anh cho em biết là cái tình trạng hôn nhân của anh nó làm sao anh Tèm? Em tôi vợ năm nay anh tôi tháng 5 năm 2012 Dạ. tới giờ. Hồi anh thôi vợ có giấy đăng ly hôn của tòa án không anh Tìm? Không, tới giờ từ hồi em thanh niên tới giờ em không có kết hôn với ai cả. Dạ vậy hồi đó anh không có bằng giấy kết hôn luôn ha? Có làm giấy kết hôn. Dạ. Vợ của mình có bầu bé được 8 tháng, mình đưa mẹ mình lên cha mẹ mình lên nhận xuất gia, nhận chồng họ. Rồi anh kết hôn sống với người đó được bao nhiêu năm mà chia tay vậy anh Tìm? Cũng 4 năm rồi mới có bé. Dạ. Có bé được 18 tháng. Thì tự động người ta ẵm con mình đi Dạ. cho người khác. Dạ hiện tại bây giờ anh sống với gia đình anh chưa có, hiện tại giờ anh không có con ràng buộc ha. Không, tại vì con mình sợ cái đứa em người ta đứa đứa con của mình đó là sau này là mình bắt lại là ẵm đi được đâu được 3 4 tháng là vợ mình ẵm về đưa cho mẹ vợ mình nuôi rồi mình bắt lại Vậy là hiện tại giờ mà bé đã ở với anh đúng không? đúng rồi, có hai cha con lại với nhau là từ 2013 tới bây giờ. Nói chung là nhà cửa thì Rồi, hiện tại giờ cái nghề nghiệp của anh là nghề gì? nghề của mình thì nói chung thì ở quê thì mình tới mình vừa đi cưa cây vừa đi làm cửa sạch vừa đi làm hồ, nói chung là mình 3 4 ngày vậy đó. Mình tóm lại là mình làm một ngày thì cái này kéo cái kia thì trung bình nó là 400.000 một ngày. Anh có đắp ruộng gì không anh Tìm? Mẹ cho mình, cha mẹ cho mình từ hồi mà mình không vợ thì cha cho mình chứ cha mẹ cha cũng cho mình từ ngang 3 10 mét dài 300 mét. Nói chung là nhà cửa cũng đã ổn định rồi. Rồi, hiện tại giờ anh có nhà cửa ổn định mà. Giờ anh cho anh được biết chiều cao của anh với cân nặng được bao nhiêu anh Tìm? Em thì 1m67. Xem bảy. Còn mình thì cũng lâu rồi không có cân, nhưng mà mình là trung bình là nó nằm cỡ 67 kg, 66 67 kg. Rồi, nhu cầu của anh giờ muốn tìm cái người đó độ tuổi khoảng bao nhiêu? Cần là kiếm một người phụ nữ là nói chung là già thì mình không có muốn đâu, từ 30 trở lại thôi. Nói chung là biết yêu thương gia đình. Như bây giờ nhu cầu của anh kiếm cái người 30 đảo rồi thôi, thì cái người đó nếu mà theo mà tình trạng người đó có con nhỏ anh chấp nhận không? Bình thường thôi, ai cũng vậy, nhưng mà nếu mà người ta hiểu mình hiểu người ta. Còn mình năm nay thì bước qua 16 tuổi, nó cũng đã hiểu biết rồi, mình đã từng chạy rồi, mình hiểu. Tại vì người ta con mình á, mình nếu một người phụ nữ mà người ta không thương con mình thì chắc có lẽ là người ta cũng phải nghĩ là làm sao mà mình thương người ta được.
nhưng mà người ta sẽ thương con mình sẽ thương con người ta. Đúng rồi. Nhưng mà với mình thì người ta, mình sống là mình rất là hiểu chuyện, không không sao cả. Nói chung là một hai đứa con không sao cả, miễn làm sao là người ta hiểu chuyện là được, À, người ta biết cách sống. phải dưới 30 ha, chứ trên 30 Dạ là không chấp nhận ha anh Tèm. không, già quá lớn quá em không đòi hỏi, là cái mục chuyện là giàu nghèo em không quan trọng, nhưng mà sống biết hiểu chuyện là được. Không Nhưng mà mà anh năm nay là Tết nay là anh 43 tuổi đúng không? dạ em Ừ. sinh năm 82, cái tuổi thiệt trong giấy á, ở ngoài thì em không nói, ở trong giấy thì em không nói, nhưng mà cái tuổi thật của em mà cha mẹ sinh ra là sinh năm 82. 82 thì năm nay là anh chỉ 43 tuổi thôi. Dạ nhưng mà nếu mà kêu trong giấy là giấy em tới 80 á. Ừ, trong giấy là để 80 không, mình tính tuổi sanh của mình đi. Dạ nhưng À, mà tuổi sinh là tuổi cháu của cha mẹ nói là tuổi thật đó. ý em nói bây giờ anh năm nay là 40, hàng 4 mà 42 43 tuổi rồi thì anh kiếm Dạ. cái tuổi mà từ 30 đảo rồi thôi, nếu mà trên 30 anh không chịu. Mà lý do tại sao 30 mà thường thường người ta nói 45 là 30 35 40 chẳng lại cũng được, nhưng mà có nghĩa là người ta phải thật tình và người ta chung tình mới được. Người ta thật tình và người ta chung tình mới được. cái chuyện thật tình hay chung tình hay không á, mà cái chuyện đó anh sẽ tìm hiểu, anh tìm hiểu từ từ anh sẽ hiểu, chứ em đâu có tìm hiểu được tấm tình người đó đúng không? Cũng như bây giờ cái video của anh á, em đăng mạng xã hội thì những người khác người ta thấy anh, người ta mến anh, người ta sẽ xin số điện của em để liên hệ với anh. Thì trong cái thời gian đó anh tìm hiểu thì nếu mà ai mà cô gái nào mà chị em nào mà thấy anh mà mến anh á, mà người ta cảm nhận được bản thân của người ta thật tình thì người ta sẽ liên hệ cho em, thì sẽ liên hệ với anh. Bây giờ em xin tóm tắt câu chuyện vậy ha. Anh Tìm sinh 1982, quê ở Thốt Nốt, Cần Thơ. Anh có nhờ Cảnh tìm cho anh một người Hiệp Hậu Giang, cũng Hiệp Hậu Giang. Rồi dạ thị xã bảy Phụng Hiệp Hậu Giang. anh tìm có nhờ Cảnh tìm cho anh một người để về mà chung sống nửa đời còn lại. Hiện tại anh tìm có một người con thì năm nay cũng 16 tuổi, tới nay 16 tuổi rồi đó. Chị em nào mà nãy giờ xem video này mà cảm thấy mến anh Tìm thì cũng liên hệ cho Cảnh. Cảnh sẽ kết nối với hai người gặp nhau. Kinh tế của anh hiện tại giờ rất ổn định đúng không anh Tìm? Nhưng mà hôm nay thì nói chung là hoàn cảnh gia đình thì đã ổn định rồi, hai con ổn định rồi. Nói chung là một người phụ nữ đến với em thì, nhưng mà người khác không biết nhìn với em sao em không biết, nhưng mà người ta có một khả năng, người ta nói nếu mà cái người hói đầu thì chắc có lẽ là khó khăn lắm, nhưng mà với mình là rất là dễ, mình nói chung là mình dễ lắm, không có khó đâu. Người phụ nữ đến với mình rất là dễ, đừng có nghĩ là bảo là cái tên này hỏi chắc ghê lắm, không phải đâu, khó khăn Thôi bây lắm. giờ Gia cho em hỏi câu này, anh có cho phép em đăng hình ảnh anh lên mạng xã hội không anh Tìm? thì đăng lên hình ảnh xã hội thì bình thường thôi. Dạ. Rồi sau này bên anh hoặc người nhà của anh hay là bạn thân của anh là không có quyền mà kêu em phải gỡ cái video này xuống nha. Dạ đúng rồi, tại vì mình không có chứng chấp gì ai cả. Rồi ok anh. Vậy thôi bây giờ anh em mình sẽ kết thúc video tại đây ha. Rồi Cảnh cũng xin chúc cho quý khán giả gần xa trong nước và ngoài nước gặp được nhiều may mắn trong cuộc sống. Và Cảnh cũng xin chúc anh Tìm mau tìm được người chung nhân của mình ha anh Tìm. Rồi em chào anh.